Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo để triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 7 quận huyện và các đơn vị liên quan. Theo đó, chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2021. Đà Nẵng sẽ thành lập 6 tiểu bang để phục vụ chiến dịch tiêm chủng này, gồm tiểu bang vận chuyển và bảo quản vaccine, tiểu bang tiêm chủng, tiểu bang an toàn tiêm chủng, tiểu bang giám sát chất lượng vaccine, tiểu bang ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vaccine và văn phòng thường trực của ban chỉ đạo. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thiết lập 10 địa điểm tiêm chủng phục vụ tiêm chủng cho khoảng 20.000 người một ngày. Nhiều ý kiến tại cuộc họp đề xuất thành phố chỉ đạo tăng cường các lực lượng cùng tham gia hỗ trợ như công an, quân đội, đoàn viên thanh niên, giáo viên, sinh viên để giảm tải cho ngành y tế, đồng thời tổ chức chặt chẽ việc xử trí phản ứng sau tiêm chủng như thành lập các đội cấp cứu lưu động và bố trí phương tiện, trang thiết bị y tế tại các điểm tiêm chủng, cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân liên hệ. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh đây là chiến dịch tiêm dài hơi, vì vậy sẽ có kế hoạch tiêm ưu tiên cho từng đối tượng và theo tinh thần diễn biến của dịch bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành y tế và các địa phương chủ động tuyên truyền để người dân yên tâm về kế hoạch tiêm chủng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý một số vấn đề. Tôi đề nghị là giao Sở Y tế này căn cứ vào có lượng vaccine mà đưa về từng đợt để có một cái kế hoạch cụ thể và bám sát vào những cái yêu cầu của Bộ Y tế như là đối tượng này là như thế nào, số lượng như thế nào, địa điểm tiêm thì ở đâu, nguồn nhân lực là của ai. Còn đối với các quận huyện á, thì các quận huyện phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, người hỗ trợ giúp đỡ, như ví dụ như là sắp xếp người vào tiêm này, rồi thực hiện cái việc giãn cách này, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, vân vân. Theo số liệu thống kê, từ tháng 3 năm 2021 đến nay, Đà Nẵng được Bộ Y tế phân bổ 8 đợt vaccine phòng COVID-19 với 185.450 liều, trong đó đã tiếp nhận 97.850 liều. Tổng số mũi đã tiêm hơn 58.300 mũi, với 7.456 người đã tiêm đủ 2 mũi.